tin giáo hội Việt Nam quyết định lưu nhiệm cha An Tôn Hà Văn Minh làm cha linh hướng phong trào của Silo Việt Nam. Sau khi xem xét đơn thỉnh nguyện của Văn phòng điều hành phong trào của Silo Việt Nam đề trình ngày 27 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với quyền hạn và trách nhiệm quyết định lưu nhiệm linh mục An Tôn Hà Văn Minh hiện là linh mục chính sứ nhà thờ chánh tòa giáo phận Phú Cường, làm cha linh hướng phong trào của Silo Việt Nam đến hết năm 2022. Phong trào Silo Việt Nam đã được Hội đồng Giáo mục Việt Nam chuẩn nhận cho phép hoạt động trong Giáo hội Việt Nam từ năm 2016. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục nhiệm kỳ 2013 đến 2016 đã bổ nhiệm linh mục An Tôn Hà Văn Minh thuộc giáo phận Phú Cường làm cha linh hướng cho phong trào với nhiệm kỳ 2016 đến 2020. Cusilo là một phong trào tông đồ giáo dân ra đời vào thập niên 40 của thế kỷ thứ 20 tại bán đảo Malocca thuộc đất nước Tây Ban Nha và vì sáng lập là một giáo dân, ông Eduardo Bonin, phong trào Cusilo được hiểu là một phong trào của giáo hội với phương pháp riêng tạo ra cơ hội sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu đích thực, giúp cho mọi người khám phá và chu toàn ơn riêng của mình, thúc đẩy các nhóm Kitô hữu nồng cốt và làm cho các nhóm này có thể dạy men ngôi trường bằng phúc âm. Ngày nay phong trào Cusilo đã trở thành một tổ chức quốc tế với số thành viên hơn 10 triệu người, có trung tâm sinh hoạt tại trên 80 quốc gia. Tổng cộng phong trào Cusilo Việt Nam có 5.740 thành viên, trong đó có hai thành viên đặc biệt là nguyên tổng giám mục Hà Nội Du Xe Ngô Quang Kiệt và đức giám mục Đà Nẵng Du Xe Đặng Đức Ngân. Văn phòng điều hành của Silo Việt Nam cũng bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ đàn anh đi trước. Xin cảm ơn quý anh chị thuộc dòng của Silo Hải Ngoại, cách riêng quý cha Linh Hướng và quý anh chị ra khơi. Xin cảm ơn tất cả anh chị em của Silo trong nước đã quảng đại dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội qua phong trào của Silo Việt Nam.